Trước thềm năm học mới, câu chuyện về sức ép về sĩ số học sinh trong một lớp học, lạm thu đầu năm học, cơ sở vật chất không đảm bảo, không phải bây giờ mới xảy ra. Trước thềm năm học mới, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 bậc tiểu học, giải quyết những lo lắng căn bản của phụ huynh và học sinh. Áp lực tăng dân số cơ học khiến cho việc quy hoạch mạng lưới trường lớp ở một số quận chưa đảm bảo, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Nhiều khu đô thị không có trường học nên nhiều trường chịu áp lực tuyển sinh vì dân số cơ học tăng nhanh. Thậm chí ở khối lớp 1 tại một số khu vực như quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam, Bắc Từ Liêm, sĩ số lớp lên tới 69-70 học sinh. Trước bài toán về sức ép sĩ số lớp tăng cao đột biến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh công tác rà soát lại cơ sở vật chất, tận dụng tối đa để giảm sĩ số lớp xuống mức thấp nhất có thể. Bên cạnh đó, năm học này, giáo dục tiểu học thủ đô cũng còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các phòng học, một số nơi có phòng chức năng còn thiếu và ngày càng xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy và học. Diện tích đất quy hoạch nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Một số trường thiếu giáo viên chuyên biệt, tỷ lệ giáo viên chưa đủ đảm bảo dạy học 2 buổi một ngày. Trong năm học mới 2018-2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo để đảm bảo chất lượng giáo dục.